Hoàng Đồng Chí chào tất cả các bác và mọi người nhé. Hôm nay đồng chí tiếp tục giới thiệu về mẫu khung nhà sàn của ngày hôm nay. Khung này thì là nhà này là hai gian chính và hai gian trái nhé. Gian cách gian thì là 3m2. Hiện tại bây giờ mình đang ở cái gian trái bên cột thích nhé. Bên này là gian gian trái cầu thang lên cột trên này. Hiện tại bây giờ mình đang đứng trên mái này. Đây là nhà này là cầu thang sông cá nhé. Giờ đang đúc được một xương rồi. Một cầu thang này thì là có hai xương cá. Thì xương bên này là được 17 bậc, xương bên này cũng 17 bậc. Hôm nào lên đặt bậc lên quay chi tiết cho bác xem. Nhà thì hiện tại làm là vẫn chưa xong, nhưng mà nhà chủ bảo là xem ngày nên là đã ghép sàn cái chủ có thích này là đổ trước. Hôm nay sẽ đổ, mà trong quá trình hôm nay là mưa, thế anh em nghỉ là vẫn chưa đổ, chắc là chiều mới đổ các bác nhé. Đây ở phần mái trên vẫn chưa xong được các bác. Đây mái trên. Bên này kệ thì làm được, còn bên kia một hàng kéo số nữa. Hai cây kéo số nữa xong. Nhà này 7 đón 1m5 nha các bác nhé. Và mẫu nhà truyền truyền dài. Nhà này mẫu nhà truyền dài. Ở phần trên cầu đầu vẫn là trồng truyền nha các bác nhé. Vẫn tôm kệ trồng truyền lên. Thì hiện tại giờ mới được một vỉ là đủ đầy đủ rồi. Mới được một vỉ đầy đủ rồi. Vì bên này thì thiếu cái chốc nó mới đủ. Sáng nay mưa quá các bác nhé, nên anh em phải nghỉ. Đây là kệ dài nhé, kệ chấm 7 nhé các bác nhé. Mẫu nhà này, nhà này thì hai gian chính thì hai hàng xà đại nhé, hai cây xà đại ở hai gian chính. Còn hai gian trái, nhà này chính thức là nhà 4 gian và 5 vì cột, và mở một vì đằng sau phòng nữa là 6 vì nhé. Mở vì đằng sau xây phòng ngủ nhé. Mái phòng đang làm sàn treo thì mưa thì không làm hôm nay. Thời tiết không ủng hộ tí nào cả. Nhà này mười mấy ngày rồi vẫn chưa xong các bác ạ. Làm thì ít nghỉ thì nhiều. Đây vẫn còn một cây cầu đầu ở gian chính này. Là chưa làm. Thì cây cầu đầu ở gian chính này thì là có trúng một cây cột cái nhé. Trúng cây cột cái cho cái. Cái cột cái chỗ phòng khách luôn này. Chính gian chính nhé. Và trốn hẳn đến dưới móng luôn các bác nhé. Nhà này thì khá là cao thoáng, thì từ dưới móng lên đến đến rầm đến là 3m nhé. Và từ rầm lên đến xà này thì là 3m2. Nhà này thì lợp bằng tôn, sẽ là làm mái 62 nhé. Nhà này. Và bên phòng này có cái một hàng ván diềm lên này, thay cho cái chúng mình xây gạch. Đây ván diềm nha các bác nhé, triệt sỏ. Thực ra mình làm này cũng được, nếu không làm này thì là mình xây gạch cũng được các bác nhé, xây gạch lên cũng được. Còn về phòng này thì là nhà này là mở phòng gian dài là 3m3 nhé,
phòng là 3m3. Từ đây ra kia 3m3. 3m3 nhé. Còn lúc nãy mình nói là gian cách gian ý. Gian cách gian thì đã là 3m2 rồi. Còn đây mở vì ra là 3m3. Là 33 là 9, thế là được 9m2 các bác nhá. Mỗi một phòng này 9m2. Thì nhà này là có 4 phòng ngủ. Hiện tại là 4 phòng ngủ. Và cái chỗ cột thích lên kia là cũng đổ mái nhá. Đổ mái sau là xây nhà tắm vệ sinh ở ngay chỗ cột thích kia. Là một buồng nhà tắm vệ sinh chỗ kia. Đây về phía bên này thì là ở bên dưới hàng xà tử kia có chạy hai hàng xà các bác nhé. Chạy hai hàng xà. Một hàng trên hàng dưới. Hàng dưới kia là để sau là làm như mình bảo thay xong bạo nhé các bác nhé. Mà hơn nữa ở cái chỗ khoảng cách từ cái cây xà trên xuống dưới là 45 phân. Thì là cái chỗ đấy là sau là sẽ để dích rắc hoặc là con sông. Thế chạy ba bề. Chạy từ cái bề kia, từ cái cây cột quân bên lòng kia nhé, chạy sang nách này. Đấy, cửa vào con nách kia thì là không làm, chạy từ kia ra kia. Đây chạy ba bề nhé, bề mặt tiền với hai bề trái, cái bề kia không có kia. Bề hết thì mặt bên phòng thì không có nhé, bởi vì là bên phòng đấy là sau là sẽ xây cái tường. Đúng rồi. Nhà này thì 5 cây cầu đầu thì bây giờ mới được 4 cây thôi, còn một cây nữa. Một cây này cây kéo xó nhé các bác nhé. Bên này là cũng bên trái này thì chạy kẻ bậy này. Mưa quá nên anh em không làm được, phải nghỉ thôi. Giờ anh em đang ở dưới hát. Để như các bác nhìn bên phòng rất thoáng luôn nhé. Nhà này diện tích mặt sàn dưới là 140m2 ở sàn dưới, và cái sàn trên này hơn 30m2 ở đâu. Sàn trên này là gần 50m2 bởi vì là mỗi ô đã 10m2. 339 mình cho 10m2 đi, cả ra cái chỗ đầu kia là 45m2 ở chính thức là ở sàn trên này. Mái trên nhé các bác nhé. Còn ở sàn dưới là 140m2, gọi là được 1/3 công trình. Ghép sàn nữa xong. Thực ra là chính thức là hôm nay mà không mưa thì làm một ngày nữa ghép sàn là cũng gần như là hoàn thiện rồi. Thì là hôm nay là ngày 19, ngày mai là ngày 20 âm lịch nhé. Thì là ở dân tộc Giao đây là có một cái ngày nghỉ các bác ạ. Mình không hiểu là ngày gì, nhưng mà nghe dân tộc Giao đây nói là Giao đỏ nhé các bác nhé. Dân tộc Giao đỏ nói vào là ngày mai là ngày 20 tháng 1 là ngày gió về hay sao ấy. Thế là ngày nghỉ, không cho ai làm một cái gì cả. Chỉ ở nhà ngủ thôi nhá, cũng không được hát hò, không được uống rượu mà hò hét, không được ăn to nói lớn, nói chung là như vậy. Còn việc thì là cực kỳ là đại kỵ là không làm rồi. Nên là mình làm ở đây mình cũng phải tuân thủ. Thì là ngày mai là cũng là ngày nghỉ của mình. Dù có xong hay không xong, bận hay không bận thì bắt buộc phải nghỉ nha các bác nhé. Là ngày mai không được phép làm việc.
và trong khi ăn uống cũng không được kêu to nói lớn, là nghe nói như vậy thì là mai chắc chắn là phải nghỉ rồi. Là hôm nay là không may lại gặp mưa nữa, gặp mưa lại không làm được, còn ngày mai lại nghỉ nữa thì là công trình đá chậm thì lại càng chậm nữa các bác nhỉ. Thực ra nếu mà hôm nay mà không nghỉ thì là phần trên là gần xong rồi, thì là ở sàn dưới như nãy mình nói rồi, chỗ kia là bắt buộc là hôm qua là anh em ghép ở cái sàn kia, thế là để cho hôm nay là nhà chủ đổ lấy ngay nhé, mà sáng nay là mưa quá cũng chưa đổ được, thì chắc là chiều nhà chủ mới đổ thôi. Còn phần sàn trong này thì vẫn chưa có thời gian làm, bởi vì phần mái trên vẫn chưa xong. Đây hoa văn nổi, đầu ngày em hoa văn nổi nha các bác nhé. Đây như mình nói này, chạy hai hàng xà này, hàng dưới là thay hàng bạo nha các bác nhé. Thì là thay hàng bạo xong, thế là sau ở cái khoảng cách giữa hai hàng xà ấy, thì là sẽ một là để dích rắc, hai là để con sông đấy. Đấy là tùy vào khâu hoàn thiện của nhà chủ, hai là xây thế nào đấy là tùy. Mà từ cái hang xà thứ hai đến dưới dầm kia vẫn còn 2m6 nha các bác nhé. Từ dưới kia lên đến hàng đầu tiên ở trên cột kia là 3m2, khá là cao đấy. Thực ra cao thì nó thoáng các bác ạ. Nhà này thì mẫu hoa văn nổi hết các bác nhé. Thì như lúc đầu mình nói rồi, có trốn một cây cột cái ở cái chỗ hàng trụ kìa. Đấy, trốn hết đến móng nha các bác nhé, trốn hết đến móng luôn. Chạy 4 cây phi 16 nhé. Đây nhớ các bác nhìn đầu ngày hoa văn nổi. Thực ra là bây giờ vẫn đang mưa, và ngoài mưa này hơn nữa là rét này, không có quần áo mặc được các bác ạ. Hầu như làm cái ngôi nhà này không có một ngày nắng này. Đây hàng này hàng ván diềm, chính thức gọi ván diềm, mình thay cho là những một hàng gạch để sau này mình đổ mái phòng bên này, thế là mình đỡ phải xây gạch này. Mình đổ bê tông trực tiếp này thì là nó cũng thực ra nó cũng như mình xây gạch thôi, bớt tí tiền mua gạch thì nó cũng vào đấy thôi. Thì cái này mình lại phải để sắt, khi cái này nó còn đắt hơn là xây gạch. Mưa quá thì anh em không làm được, chọc hết cả công trình luôn. Đấy, như các bác nhìn ở phía bên kia đồi xuống mù thế kia cơ. Trên đấy đa số dân tộc Mông trên đỉnh đồi nha các bác nhé. Hiện tại là ngôi nhà này mình đang làm đây tại Lào Cai các bác ạ. Đây nhớ các bác nhìn hoa nổi nha các bác nhé. Bên những bên kia hàng xà thực ra làm vẫn chưa xong, khi nào xong ấy, tháo hết ráo đi đầy đủ mình quay chi tiết cho các bác xem bộ khung như thế nào nhé. Hiện tại giờ là vẫn đang làm dở dang lộn xộn. Thì hôm nay mưa quá không làm được, nói chung là mưa, và hơn nữa vào cái mùa rét này cột pha làm phải một ngày mới tháo được các bác nhé, không như cái mùa hè kia. Ở đây thì đa số quế thôi. Đây ở sàn dưới nha các bác này, vẫn chưa ghép sàn được. Như nãy mình nói rồi, sàn dưới này 140m2 nhé, bao gồm cả cột thích. Nhà này thì làm một cột thang lên qua bên này, thì dự kiến là sau nhà chủ sẽ lên
lên cái bếp này, lên cái bếp này, đổ mái bằng lên như là cái mẫu nhà mà cột thang lên dưới nhà và bếp ấy, là rất hợp lý. Bởi vì cái bếp của ông này đã xây trước rồi, thì ông sẽ sau này ông sẽ lên tầng bếp này để làm một cái bếp giữa nhà và bếp cầu thang ấy. Còn chính thức là đường đi lại là lên qua kia thôi, nhưng mà ông lại không làm cầu thang lên trái bên kia, ông lại làm cầu thang lên trái bên này. Thì ông cũng tính rồi, thì sau này là bếp sẽ lên tầng bên này, là sẽ cầu thang lên con này rất hợp lý. Đấy. Mẫu nhà hiện tại giờ hot nhất vẫn là mẫu nhà cầu thang lên giữa nhà và bếp. Qua ghép cái sàn này trước thì hôm nay nhà chủ đổ mấy ngày, và cái kia thì sóng nào ghép lúc đấy. Đây cột thang lên của đây này, cột thang xuống cá nhé, mới đúc được một xương thôi, mai đúc một xương bên này. Đây chế cột thang xuống cá nhé các bác nhé, 17 bậc. Đây như các bác nhìn toàn cảnh của bộ khung ngôi nhà nha các bác nhé. 4 gian nha, 5 vì nhé, và mở một vì đằng sau xây phòng ngủ nhé. 2 gian chính và 2 gian trái mẫu nhà này. Đây nhà chủ đã chở vật liệu cát với sỏi là lên đằng sau nhà hết rồi, nhưng mà mưa quá anh em vẫn không làm được sàn lên này, vẫn chưa đổ được sàn nhé. Hơn nữa là với mưa như thế này là kiểu vật liệu lên rất là khó. Đây các bác nhìn này, toàn là đường đất nhé, ô tô phải ngán hẳn luôn, ô tô hai cầu mới bới được con đường này vào đây. Đây tập kết hết cát sỏi rồi nhưng mà vẫn chưa đủ, vẫn thiếu 2 xe nữa, một thứ 2 xe nữa. Hơn nữa xi vẫn chưa lên được đâu nha các bác nhé. Đây là ở đằng sau phòng và bên trên tà ly đây, thì là tập kết vật liệu trên này, thì đến khi nhà bê tông là chỉ bắc cầu đụt sang thôi là dễ hơn, là mình phải dùng máy tời từ dưới kia lên. Như nhà này là bê tông là rơi vào tổng độ 17-18 khối bê tông đấy, phải ít được. Đặc điểm ở trên Lộc Cai này là được cái cát sỏi này rất là rẻ luôn các bác nhé. Đây, các bác nhìn sỏi, sỏi sông rất đẹp luôn, sỏi mấy tí luôn nhé. Và cát kia cát thô cực kỳ luôn, cát bê tông. Không biết ở những nơi khác thôi, như hiện tại ở đây là có rơi vào chỉ 300.000 một khối sỏi thôi nhé, rất rẻ. Cát cũng vậy. Còn ở những nơi khác ấy, nhưng mà có cái giống sỏi này phải 400-500.000 một khối luôn, thế là còn tùy từng nơi. Thực ra nói chung là ở đây vật liệu rẻ thì là cũng dẫn đến nó làm những cái mẫu nhà nó nhà ấy, thì là nó cũng vật liệu rẻ thì cũng bớt đi khá là nhiều tiền nha các bác nhé. Còn về sắt thép ấy, thì là theo như mình tính chắc nó chả vành nhau bao nhiêu đâu sắt thép ấy. Chỉ vành nhau vài nghìn thôi, ở ví dụ ở các tỉnh khác với tỉnh các tỉnh khác nhau ấy, chỉ vành nhau vài nghìn thôi. Còn cát sỏi vành nhau vài trăm là chuyện chắc chắn rồi nhé. Đấy, như một bộ khung của ngôi nhà này ấy, là nhẹ nhất cũng phải rơi vào tầm độ 40 khối cát sỏi nhé, vì là nhà này là mẫu nhà rộng mà. Tính trung bình là nhà tầm khoảng 200m2 là rơi vào tầm độ 40 khối cát sỏi tầm đấy. Thì các bác cứ thử tính xem, nếu mà vật liệu đắt thì là nó khá là nhiều tiền. Đây các bác nhìn tuyến đường, toàn đường đất này thì ô tô mới nào được lên. Ông nọ nha, trời nắng thế còn không đi được.
Rồi em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video của em nhé. Bác nào có ý định và làm những mẫu nhà sàn bê tông này thì hãy alo hoặc là kết bạn Zalo với em nhé. Gọi theo số điện thoại của em sẽ để ở phần dưới video phần mô tả nha các bác nhé.